Xin chào cả nhà. Chưa thấy ai xem luôn trời. Chào cả nhà, chào cả nhà. Hào tour rảnh, rất nhiều người. Hào tour rảnh hả? Hào tour rảnh, ừ. Xin chào bạn Xích Châu nha, chào cả nhà, mọi người. Mình đang có mặt tại Di Linh, Lâm Đồng. Đang thăm vườn lan và vườn trái cây. Sao cái mạng yếu hay gì đó? Mạng yếu xong không? Chào cả nhà. À, mình review cho các bạn xem khu vườn nhé. Hôm nay hội hoa lan Giáp Tý 1984 đi lên Lâm Đồng giao lưu. Chào Xích Châu, chào bạn Cường CK nha. Bạn Cường CK không có tham gia nha. Đây là đoàn xe của anh em. À, vườn của ai ta? Yến ơi, mình cũng không nhớ tên luôn. Chào 120 người đang xem. Đây là ông Hà Cà Chua. Ông Hà có nickname là Cà Chua. Bé Hà. Cũng đã ăn Hà nha. Ừ. Em trọng tính. Bật đèn đâu? Ôi trời ơi, thật sự xin lỗi luôn. Phải không? Tắt chưa? Ủa đâu có tắt đâu. Vậy bật chỗ nào cũng không biết nữa. Ok, ô. À có like cam luôn. Đây mình like cho các bạn xem mấy cái góc. Camera hả? Mát lắm. Xin chào. Đang qua Pricam à? Chào đi. Trần Khắc Thành. Vườn trái cây. À mình đang đi hái trái cây anh. Chào ông Nghiêm Sẹo. Đây ông Trung. Chào 500 anh em. Ừ. 1.300 người đang xem. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi ôi, có mấy cây cổ thụ thế mê không? Gốc này là gốc gì ông Trung? Gốc này, hai cái gốc bự này là cái gì? Bằng lăng hả? Bằng lăng hả? Ừ. Trời ơi, bự quá. Quá bự, quá bự. À bây giờ anh Sĩ vườn lan á có dắt anh em hội Giáp Tý đi hái trái cây anh. Đi thăm lan riết rồi mệt rồi, bây giờ đi hái trái cây. Chủ tịch ơi, chào một cái tăng tương tác coi. Chào 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 cả nhà, chào 1.900 người đang xem. Hả? Nhiều. 1.900 người đang xem. 1.900 người đang xem, có bạn có thư ký hội hoa lan Giáp Tý. Thư ký của chủ tịch. À, thư ký của chủ tịch vậy cho thư ký trái chỗ quất. Chú chào mọi người ơi. Đây đây. Rồi đây quýt, đây. Nàng nào cũng có một chùm quýt luôn. Thích quá. Vườn quá đẹp luôn. Chào cả nhà nha. Chào 18 người đang xem. Sao mình like không có ai xem luôn á. Anh em vào xem chia sẻ cho mình với đi nào. Chào Lực Trần nha. Chào bạn Mai Trang. Bạn Mai Trang ở Cao Bằng. Cao Bằng. Ai cần than đá thì cứ liên hệ bạn Trang nha. Rất là giỏi giang luôn. Dũng Nguyễn Bắc Giang. Đây bạn Tô Tô Thu Hoài. Chào mọi người. Vườn, đây là vườn quýt hả? Quýt này quýt giỏi, quýt gì ta?
Trời đã quá trái cây nè. Ông chủ tịch ông hái được hai trái này ngon nè. Đây là hai trái cây cho mọi người xem. Ô trời. Hái mới bỏ lên xe anh. Có rồi, bịch kia đâu rồi? Hái chưa? Ôi, quýt không hả? Quýt không cả nhà ơi. Trời ơi. Sầu riêng đâu? À vậy hả? Đây là vườn quýt. À, vườn quýt này của anh nào ta? Anh Cường hả? Cứ quên tên hoài. Chào Linh Phương nha, lên đi. Lên Di Linh đi. Trời ơi, trái cây nhiều lắm. À, ở Di Linh mình Di Linh Lâm Đồng hả? Di Linh Lâm Đồng mà. Anh Cát Tường Chính Bình ơi. Em chào anh Ngọc Sĩ nha. Vườn của anh Cường á. Em cũng chưa biết mặt anh luôn. Tại vì anh Sĩ đưa cả nhóm hội Hoa Lan Giáp Tý vào đây chơi. Hái trái cây ăn xong rồi thăm vườn lan. Chào Tạ Quyên nè. Chào bạn bè của bạn Quý nha. Chào anh chị. Đây. Chào mọi người. Cô nàng xinh đẹp cá tính Tạ Quyên. Hot girl. Hot girl của Giáp Tý đó. Ai cho đi mô? À Linh Phương ơi, tự đi đi. Chờ người cho đi thì đến bao giờ mới được đi. Trái cây hơi bị nhiều nè. Phương nè, có ăn không? Quá đẹp luôn á. Thời tiết mát lắm nè, thời tiết dịu lắm, gió hù hù rất là mát luôn. Trái cây đẹp lắm. Lên đây ở là trẻ ra 10 tuổi. Sao ngồi buồn thế bạn? Không phải đi hái được mấy trái quýt rồi ngồi ăn hả? Đâu vườn lan ở chỗ nào ta? Ơ chào ông Hà, chào ông Hà trẻ nha. Ờ ông nói câu gì để cho tôi tăng like lên đó coi. Chào người đẹp mái phong thủy, ba phải quay cho mặt ba này, coi quay tôi quay ba này. Chào tất cả mọi người, đây là người đẹp mái phong thủy đến từ Bình Phước. À, người đẹp miệt vườn. Yeah, chào bạn nha. Khiếp. Dạ em chào anh Ngọc Sĩ. Đây là vườn sầu riêng. Review khu vườn rất là mát mẻ luôn. Tâm nào? Ai? Trời ơi quýt này cả nhà. Để mình bây giờ mình đi vô vườn lan nhé. Đây là vườn lan của anh. Đi nhiều chỗ nhưng mà không có like. Em chào anh Thọ Nguyễn nha. Mát mẻ lắm. Chào ông Sẹo. À, chào bạn Tí, chào tất cả mọi người nhé. Anh em cứ bảo chơi lan ảo đấy, thành quả của anh em chơi lan. Chào cả nhà, chào bạn Quang Trường. Em chào anh Ngọc Võ, em đang ở Di Linh Lâm Đồng anh ơi. Phi lên đây chơi anh. Nè, có bạn hữu của anh nè. Ở đây đâu? Đây là Di Linh hả? Ở đây Di Linh mà. Ở đây Bảo Lộc hả? Ở chết. À, anh Ngọc ơi, ở Bảo Lộc. Lộc Di Linh chiều với lên. Anh Sĩ. Chào anh em. Cả nhà chào anh Sĩ. Xa thế. Anh Ngọc anh biểu xa thế. Giờ xe nó đi mà anh Ngọc. Đông vui lắm. Trời ơi. Bạch Tuyết nè. Thân thủ đẹp. Tuyết như vậy luôn em. Trời ơi, đẹp quá. Nè Bạch Tuyết nè bà con. Đấy ý. Hả? Cây đẹp, cây đẹp sắp đẹp. Cẩn thận nhá, xuống đi. Đây, giao lưu cây này nè. Khéo té nha trời nha Bạch Long. Đưa cho tự nhiên đi. Khéo té cái bạch nha.
chưa chụp được kiểu nó tuyệt vời. Tự nhiên nói quá tuyệt cái chưa có chữ vời cái là rớt cái đột xuống rồi. Cái gì? Tốt, đẹp, đẹp ha. Và tuyết đẹp quá. Chào 1700 người đang xem. Trừ đi 3 số 0. Không bây giờ lan nhiều quá, bây giờ mình đi review cái vườn sầu riêng đi. Sầu riêng có trái không? Ờ, hết mùa rồi hả? Buồn thế. Chào bạn Hùng Hà nha. Em chào anh Tấn Bùi, nhớ em thì vào đây đi. Trời ơi. Mập ha. Thân lá này. Đông vui quá. Anh ơi. Chào bạn Trần Cũ nha. Đi. Tiếc quá bạn Trần Cũ không vào được. Mình họ vẫn hơi gọi là đột ngột. Hơi đột xuất đúng không? Hà Chu Ca. Chu Ca. Mình đi ngày hôm nay, chuyến đi ngày hôm nay mình cảm rất là vui. Rất là nhiều cảm xúc. Được anh em trong phía miền Nam tiếp đón rất nhiệt tình. Chu đáo. Chào bạn công mến nha. Mình học được rất nhiều điều ở đây trong ngành nông nghiệp mới, nông nghiệp đô thị này, học được rất là nhiều điều. Bạn công mến ơi. Không đi đâu được buồn ha, tội nghiệp bạn công mến. Rồi. Chào em, chào ca sĩ Cao Tùng Huy nha. Thật lòng của anh Hà Cà Chua. Chào Cát Tường Chính Bình nha. Đang làm kèo. Đang kiếm kèo. Ở đây thôi, tại vì giá mình khác nhau. Đang chủ tịch hội Giáp Tý đang muốn giao dịch chậu bạch tuyết với chủ nhà. Đẹp quá. Cho mình vô cái. Có biết do ngắn do dài và do mập đang kêu giao lưu với chậu bạch tuyết với vườn anh Cương. Phú Thọ. Đây bạch tuyết đẹp lắm này. Thân lá. Chào anh. Dạ. À bây giờ bạch tuyết không, chủ nhà không bán. Thân lá. Nhà Tý hả? Không có anh em nữa chứ không riêng Tý đâu bạn mến. À quay chậm lại hả? Chắc do đi á. Do đi. Vườn của anh Cường á, ở Bảo Lộc á, Trang ơi, Quân Trang. Em chào anh Phan Gia nha. Em chào anh Hồ Minh Tiết. À, mình xin phép mình ra mình.
Mai chào Bạch Tuyết. Để cho nhỏ chủ tịch. Cho nhỏ đi. Cho nhỏ đi. À, họ giáp tí đang muốn giao lưu với chỗ Bạch Tuyết với chủ nhà. Vừa phải mặc ú luôn đi chủ luôn. Em chào anh Phan Gia. Không đi gấp rẽ đây bà, bà anh em rẽ đây làm tự nhiên mà làm sinh học cũng có kết cái gì hai chỗ này, một cái chỗ này, này ha. Đến một cái này nè. Một chỗ này, một cái này, một cái này. Một chỗ thôi chủ tịch ơi. Đi đường xa. Khí hậu mát mẻ lắm mà bạn Hồng Hà. Tuyệt vời luôn. Rồi. Ok. Đâu cái bảo hai chỗ này bán rồi này. Có chỗ này có cái con thăm vườn lan rồi thăm vườn trái cây luôn. Nhiều trái cây lắm. Quýt. Thoành thoành đi ông Thoành đi. Họ giáp tí chốt nha bạn Trần Cũ. Hôm nay đi chốt cây là đều chốt cho hội giáp tí chứ không có chốt cho cá nhân bạn nhé. À, cũng mát à Liên ơi, không nóng lắm, mát mẻ. Chào bạn Vũ Hạnh. Chào bạn Vũ Hạnh. Mới đi hái trái cây xong á, sát bên là có vườn trái cây. Nhầm. Chào 3.600 người đang xem. Nhí ơi nhí, em chào 3.600 người đang xem với của chị coi. Mày này ba. Ui cái thằng này sao mà nó vặt mặt vậy trời. Nè, vườn trái cây quýt nè. Cả nhà có ăn quýt không? Em chào anh Kim Trần. Rồi, đâu. Bây giờ giao dịch chậu Bạch Tuyết. Chậu. Trời ơi, Facebook gì có 34 người xem trời. 3.400 người đang xem. Trời sao tao live stream không có ai xem. Nhục ghê. Thôi lại chắc anh ở rồi sao. Ừ, không biết do anh ở sao, mắc gì mình like, không ai xem. Thôi mình công tác quay phim rồi. Bạch Tuyết hả bạn? Ừ. Vào đi Trang. Vào làm cái giao dịch đi. Nè, like đi, nói chuyện đi. Ở đây sao đây là mấy bạn nữ hội ta giáp tí giao dịch với chủ vườn nha. Anh Cương. Qua đây. Thấy á, ông đang đây. Nói cho. Để cho thị trường nóng lên. Hôm nay là anh em hội giáp tí tới thăm vườn của anh Cương ở thành phố Bảo Lộc. Thì anh em hội giáp tí có giao lưu với anh Cương một chậu Bạch Tuyết nha mọi người. Một chậu Tạo Quyên. Tạo Quyên là thành viên của hội giáp tí. Rồi im. Để Quyên nói. Để Quyên nói đi. Anh Di Cương và hội đã giao lưu anh Di Cương đã chia sẻ cho hội một chậu Bạch Tuyết rất là đẹp với giá hữu nghị là 6.8 một số lộc phát 6.8 rất là đẹp và bây giờ là rất là cảm ơn anh 6.8 một xem
6,8 triệu một sen. Bây giờ bao nhiêu sen thì bây giờ anh ấy sẽ đo ạ. Được rồi anh. Cho khách đo đi. Không, không, không. Nhưng mà có thước, nhưng mà phải có thước cho khách đo chứ để. Khách đo không bớt được đâu. Tôi chưa rất là nóng rồi nhé. Giữ cái chậu lại cho đo đi.